Ông gói bao nhiêu ngày rồi? Coi là hôm nay là vào 15 ngày. Chụp phim bao giờ anh? Chụp phim là trước là 15 ngày. Ừ. Đi phim hôm nay các bạn. Hôm nay là chụp ngay 17 tháng 6 ạ. Sáng nay chụp phim này, hôm qua? Sáng này. Chụp đau tí nhá. Còn mình không có gì. Anh bao tuổi rồi? Hôm nay là 45. Anh đi viện thì đi nhập bao ngày? Chỉ đang khám đây. Tôi tám mà mất tháng rưỡi. Cảm ơn em nhé. Anh nhìn này, hai xương của anh này, đấy, thẳng tắp rồi. Anh nhân tay lên. Đưa tay này nhé. Đưa ra cho thoải mái đi. Đưa thoải mái, đưa tay bình thường. Đưa thoải mái em. Đấy hơi. Còn đau không anh? Đấy hơi đau rồi. Đau ở đâu? Hơi hơi rồi. Đây đau ở cổ khớp nhé. Anh cái xương đòn thấy như này. Đưa đồng tay đi. Giờ đang đau từng đây này. Hôm nay đi chụp bác sĩ nó nói thế nào? Khi nói là nó gọi là bắt đầu là can rồi. Can rồi đúng không? Đấy, hay không? Anh có 15 ngày đúng không? 15 ngày. 15 ngày, có thêm em mấy ngày nữa hoàn toàn thôi. Anh cười một tay đi. Anh cười một tay đi. Đấy. Anh tất cả có về đi nhập bài viên thì có người Việt Nam như này bao nhiêu ngày? Vào một tháng rưỡi. Một tháng rưỡi. Xương không liền không? Hôm nay chụp phim là xương liền rồi, có mừng không? Mừng gì? Từ đầu tay đây. Đó. Tốt rồi. Hàng ngày nhá, anh ngâm nước muối cho em ở đây này. Bưng nghệ cho em ở đây nhá. Bưng nghệ với... Bưng nghệ ấy, nghệ tươi ấy. Cho nó nong hết cái da non rồi nha. Xương thẳng hết anh nhìn này. Hai bên đường cong trên đỉnh này, thẳng lên bình thường rồi. Rồi chào anh nhé.